Chiều nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, giai đoạn 23, mùa khô năm 2023-2024. Giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo đội K92 phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang một số tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, cựu chiến binh là người Campuchia từng tham gia chiến đấu với bộ đội Việt Nam, những người lớn tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tổ chức các tổ đến từng phong sóc để vận động người dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, nơi chôn cất hy sinh. Với 83 thông tin được cung cấp, đơn vị đã đào tìm trên 40.000 hố, qua đó tìm kiếm quy tập được 27 bộ hài cốt liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đội phối hợp với các cấp các ngành tiến hành thu thập thông tin, tổ chức khảo sát và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên. Kết quả đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, Ban chỉ đạo 515 đã nắm được ban đầu 50 thông tin, khoảng 107 mộ, trong đó 70 mộ nằm trên địa bàn Campuchia và 37 mộ nằm rải rác ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo phấn đấu giai đoạn 24 mùa khô 2024-2025 sẽ tiếp tục tìm kiếm quy tập đưa về nước khoảng 30 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại dân sự và công tác dân vận, tổ chức thăm tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024.